Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chuyên đề tạp chí ngân hàng được phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Thưa quý vị, tiền trong tài khoản không cánh mà bay, đây không phải là vấn đề mới nhưng vẫn là vấn đề đang gây hoang mang dư luận, bởi trong thời gian vừa qua vẫn không ít những vụ kiện tụng giữa khách hàng và ngân hàng liên quan đến vấn đề này. Ngân hàng Nhà nước cũng đã chính thức phải lên tiếng về quyền lợi của khách hàng và trách nhiệm của các ngân hàng thương mại khi tài khoản tiết kiệm bị trục lợi. Những ý kiến đa chiều cũng như giải pháp được đưa ra để hạn chế rủi ro cho tài khoản tiết kiệm của khách hàng khi gửi tại ngân hàng thương mại sẽ được đề cập trong chuyên đề tạp chí ngân hàng tuần này. An toàn tài khoản tiết kiệm tại ngân hàng, giải pháp nào? Mời quý vị cùng theo dõi. Trước tiên mời quý vị cùng đến với phần tổng hợp của chúng tôi sau đây. Không chỉ vài chục triệu, hàng chục triệu đến hàng trăm tỷ đồng của khách hàng từ bình dân đến khách hàng VIP tại nhiều ngân hàng lớn đã không cánh mà bay chỉ trong vài năm trở lại đây. Bà Trần Thị Thanh Xuân có mở tài khoản cho công ty mình tại ngân hàng VB Bank để phục vụ cho công việc kinh doanh. Đến tháng 7 năm 2015, bà Xuân đến ngân hàng rút tiền mới biết toàn bộ 26 tỷ trong tài khoản đã biến mất, chỉ còn vài trăm nghìn đồng. Sáng ngày 9 tháng 9 năm 2016, khách hàng Ngô Phương Anh, năm 17 tuổi, ở thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, trực tiếp đến phòng giao dịch của ngân hàng BIDV D2 Giảng Võ, chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội, đề nghị tất toán sổ tiết kiệm 32 tỷ đồng. Tuy nhiên tại đây, bà được thông báo số tiền trên đã không còn. Đến năm 2017, một khách hàng VIP của ngân hàng Exim Bank đã bị một cán bộ lãnh đạo chi nhánh của ngân hàng này chiếm đoạt 245 tỷ đồng, có tài liệu nói hơn 300 tỷ đồng. Đáng nói, vị khách ấy đã gửi tiền từ năm 2014 đến năm 2016. Sau khi ủy quyền giao dịch tiền gửi tiết kiệm, vị lãnh đạo chi nhánh Exim Bank này cùng cấp dưới đã nhiều lần đến nhà riêng của bà để thực hiện các khoản tất toán theo kỳ hạn. Sáng ngày 12 tháng 2 năm 2018, một số khách hàng của ngân hàng Vietcombank tại Thái Nguyên đã tá hỏa khi nhận được một loạt tin nhắn thông báo biến động số dư tài khoản của mình. Các giao dịch đều diễn ra trong khoảng từ 2 giờ đến 5 giờ sáng ngày 12 tháng 2 với cùng một phương thức. Chị Phương Dung, một chủ thẻ đã bị mất hơn 23 triệu đồng, cho biết toàn bộ số tiền trong tài khoản của chị đã bị đánh cắp đêm 11 tháng 2. Một khách hàng khác là anh Duy Tùng đã bị mất 12 triệu đồng trong tài khoản, trong khi thẻ vẫn cất trong ví. Thưa quý vị, tiền gửi tiết kiệm không cánh vẫn bay, câu chuyện tưởng như không có thực này lại xảy ra với các khách hàng VIP tại nhiều ngân hàng, từ các ngân hàng lớn như là BIDV hay các ngân hàng được tái cơ cấu như là Exim Bank. Điểm chung của tất cả những vụ rút ruột tài khoản tiết kiệm trong thời gian vừa qua, một phần đến từ chính bản thân của những khách hàng này. Phóng sự sau của chúng tôi sẽ phản ánh rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị cùng theo dõi. Là nơi uy tín tin cậy nên mới gửi tiền qua ngân hàng. Thế nên khi giao dịch không hề có một nghi ngờ gì. Đó là tâm lý của không ít người dân khi thực hiện gửi tiền tiết kiệm tại các ngân hàng thương mại. Có những người nhờ nhân viên ngân hàng viết hộ giấy tờ. Có những người muốn nhanh yêu cầu ngân hàng tới tận nơi giao dịch. Khách không cần đến ngân hàng vẫn có sổ tiết kiệm và vẫn có thể rút chuyển tiền. Chính vì tin tưởng nên đã không ít người rơi vào hoàn cảnh gửi tiền tiết kiệm không cánh mà bay. Việc này xảy ra một phần trước hết là từ phía khách hàng đã không tuân thủ đầy đủ các cái quy trình quy định của ngân hàng. Và thứ hai nữa là cũng quá tin tưởng vào cái đội ngũ cán bộ ngân hàng mà mình đã tiếp xúc. Khi mà số tiền nó quá lớn thì những cán bộ ngân hàng này do vì một số lý do họ có thể nảy sinh cái động cơ chiếm đoạt. Trong một trường mức nhất định thì do gửi tiền, do một lượng tiền lớn để tại ngân hàng thì đôi khi được chăm sóc dưới dạng mà ngân hàng hay gọi là khách hàng VIP thì ở một trường mức nhất định là quá tin tưởng vào ngân hàng, nó dẫn đến là đôi khi mà mình đến gửi hay đến rút tiền mình cũng không xem xét kỹ, gửi thì không xem xét kỹ cái quy trình ngân hàng thực hiện để mình ký các cái giấy tờ trên đó. Đặc biệt theo luật sư Trương Thành Đức, trên thực tế hiện nay, có không ít nhân viên ngân hàng và khách hàng còn tự thỏa thuận lãi suất cao hơn mức lãi suất theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Việc khách hàng chấp nhận mức lãi suất khủng từ nhân viên ngân hàng, vô hình chung sẽ đẩy chính bản thân khách hàng vào rất nhiều rủi ro, trong đó có rủi ro mất tiền. Câu chuyện của bà Nguyễn Bạch Mai, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, mất 9 tỷ đồng vì muốn hưởng lãi suất cao 13% một năm là một ví dụ điển hình. Ngoài cái lý do là ngân hàng có thể có sai trái, nhân viên ngân hàng có thể là có sai trái thì thường là có những cái lý do khách hàng cũng có những vi phạm, có những cái sai nhất định. Nếu như mà khách hàng cũng thỏa thuận với lại những cái nhân viên ngân hàng vi phạm pháp luật, gửi hay là giao dịch không đúng quy định, vượt trần lãi suất chẳng hạn, thì đấy cũng đã là tiềm ẩn một cái rủi ro cho chính bản thân khách hàng. Vì qua đấy
rất dễ người ta sẽ tiếp tục những sai phạm khác để người ta che giấu những sai phạm trước, để người ta lợi dụng. Và nhất là khách hàng sẽ dễ bỏ qua cái nguyên tắc, bỏ qua những cái quy trình của ngân hàng vì những cái khoản lợi nho nhỏ như vậy. Đáng chú ý, những khoản tiền bị chiếm đoạt thường là những khoản tiết kiệm có giá trị lớn thuộc những khách hàng VIP của các ngân hàng thương mại. Chính vì vậy, khi mất tiền xảy ra, niềm tin của khách hàng vào dịch vụ ngân hàng cũng phần nào bị ảnh hưởng. Có rất nhiều các câu chuyện đã xảy ra, ví dụ như là khi gửi tiền thì khi đến khi mất tiền thì ngân hàng thì luôn luôn là người ta nói rằng là người ta bị chịu rủi ro nhiều nhất, là chưa cần điều tra xác minh thì ngân hàng phải trả tiền cho khách. Thế nhưng khách mà nghe như thế, tức là tiền của mình mà mất thì khách là rất chưa biết gì thì khách đã hoang mang, thì dần dần là người ta sẽ rời xa. Cái mà trong cái thời gian vừa qua mà mình bị hoặc là mình thấy ở những cái ngân hàng nó xảy ra, một số ngân hàng là do thứ nhất là người gửi tiền lớn, cái thứ hai là chỉ một số nhất định cho những người gọi là phụ trách ở những cái phòng giao dịch ấy. Hai bên người ta câu kết với nhau lấy tiền, chứ còn thực ra về mặt chính thống mà nói, theo như tôi bình thường tôi nghĩ thì cái mà để tự cái nhân viên giao dịch, ví dụ như cái vụ mới của ngân hàng mà lấy mất gần 200 tỷ Sài Gòn này, thì làm sao người ta tự lấy được, chắc chắn có sự thông đồng. Thế thì cái đó thì muốn thông đồng được thì phải lấy nhiều tiền, mà thường là những cái trường hợp đó người ta sẽ là khai thác ở những cái gọi là những khách hàng lớn, ngành VIP, và trong đó có những cái phần giao dịch mà trong đó được thỏa thuận giữa ngân hàng. Thì có nghĩa là cái rủi ro mà xảy ra đối với người dân gửi ví dụ 5-30 triệu hay 200 triệu thực ra không có vấn đề gì. Hầu hết những vụ việc rút sổ tiết kiệm của người dân trong thời gian vừa qua hiện đang trong quá trình làm rõ, và quá trình điều tra này thường rất lâu và phức tạp. Đó cũng chính là lời cảnh tỉnh và cũng là bài học sâu sắc đối với nhiều khách hàng đã và đang đặt niềm tin tuyệt đối vào các cán bộ ngân hàng. Việc mất tiền gửi tiết kiệm không thể chỉ quy về trách nhiệm khách hàng thờ ơ, thiếu thận trọng, mà phía ngân hàng cũng không thể trốn tránh trách nhiệm trong trường hợp này, đặc biệt là khi một số quy trình làm việc tại một số ngân hàng chưa được tuân thủ tuyệt đối, trong khi đó thì việc kiểm soát giám sát nội bộ còn lỏng lẻo. Theo các chuyên gia, để chạy đua giành miếng bánh thị trường, phần lớn các ngân hàng mở rộng rất nhiều dịch vụ nhằm thu hút khách hàng, tuy nhiên không đảm bảo về chất lượng và quyền lợi của khách hàng. Chính vì vậy, sai quy trình gửi tiền là việc đang diễn ra ở không ít ngân hàng. Về phía ngân hàng, chúng ta cũng thấy là họ cũng vì chạy theo một cái nhu cầu là cần có những khách hàng, cho nên họ cũng tạo điều kiện hết sức là để cho khách hàng của mình gửi tiền vào. Có những cái trường hợp họ cho nhân viên mang tiền, mang hồ sơ giấy tờ tới cho khách hàng ký, và cũng có những cái trường hợp là ký bằng giấy khống. Thì đây là những cái nguyên nhân có thể dẫn đến là trong thời gian qua nó xảy ra nhiều cái trường hợp nó thất thoát cái số tiền trong tài khoản. Việc mà để cho các nhân viên thực hiện các cái nghiệp vụ cụ thể nhất định thì tôi cho rằng nó không phải chỉ diễn ra bây giờ, nó từ rất lâu rồi. Ví dụ như tôi chẳng hạn, mà tôi muốn làm cái gì đó liên quan đến việc là điều chuyển một số các cái tài khoản, thì tôi có thể điện thoại thẳng trực tiếp ngân hàng, sau đó thì ngân hàng cử người đến, thậm chí là ủy nhiệm chi rồi các vấn đề liên quan là tôi có thể ký trực tiếp, thay vì việc là người của tôi đi thì ngân hàng người ta phục vụ. Nếu trong trường hợp phòng giao dịch thì nó gần, chuyện đấy chuyện bình thường, rất bình thường. Việc mà lập sổ tiết kiệm cũng là bình thường. Trong khi đó, hệ thống kiểm soát giám sát nội bộ của các ngân hàng thì chưa thực sự là chặt chẽ. Đây chính là cơ hội cho nhân viên ngân hàng lợi dụng để trục lợi cá nhân. Thì tôi nhận thấy rằng đây là một cái sự làm thiếu sót trong cái hoặc là về quản lý quy trình, hoặc là cái thiếu sót trong cái việc giám sát rủi ro, kiểm soát hoạt động trong bản thân cái hoạt động của cái chi nhánh đó. Nếu mà anh kiểm tra kiểm soát nội bộ thường xuyên, rồi kiểm tra kiểm soát nội bộ theo từng chuyên đề để phát hiện kịp thời, xử lý kịp thời, thì chắc chắn nó xảy ra anh cũng xử lý được ngay và biết, chứ không phải để nó xảy ra một thời gian khá lâu mới biết được. Mặt khác, đạo đức của cán bộ nhân viên tại ngân hàng cũng chưa tốt. Khi làm việc trong môi trường, hàng ngày tiếp xúc với số tiền khổng lồ, cộng với nhiều sơ hở trong quy trình quản lý, rất dễ khiến cho nhân viên nảy sinh ý định lừa đảo lấy tiền. Tôi nghĩ là cho dù là cái quy trình mình chưa thực sự chấp hành một cách nghiêm túc theo đúng quy định, nhưng nếu đạo đức ngân hàng không lợi dụng, không trục lợi, không vi phạm đạo đức nghề nghiệp thì cũng không xảy ra vấn đề đó. Cho dù đảm bảo đúng quy trình, nhưng mà cái người thực hiện quy trình mà họ có ý đồ trục lợi thì cũng không thể làm gì được. Đó. Bởi vì chúng ta phải xác định luôn là cái người có ý đồ trục lợi thì ở bất kỳ đâu và bất kỳ lúc nào họ vẫn sẵn sàng thực hiện các hành vi trục lợi. Dù biết rằng kinh doanh ngân hàng phải chấp nhận rủi ro, song với vai trò là một tổ chức trung gian tài chính, huy động tiền của người dân để cho vay đối với nền kinh tế, thì rõ ràng những vụ việc xảy ra như mất tiền tài khoản tiết kiệm của khách hàng không chỉ làm cho ngân hàng mất đi uy tín của mình,
và cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới kết quả của hoạt động kinh doanh. Xung quanh vấn đề này, mới đây Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng đã chính thức lên tiếng và vị lãnh đạo ngành ngân hàng cũng đưa ra khẳng định ngân hàng sẽ chịu trách nhiệm đối với những khoản tiền gửi của khách hàng. Quyền lợi của khách hàng luôn được ngành ngân hàng đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, để các ngân hàng thương mại giảm được rủi ro, các ngân hàng cần phải chú trọng những vấn đề gì? Mời quý vị cùng đến với ghi nhận sau của chúng tôi để có thêm thông tin chi tiết. Theo chia sẻ của một số chuyên gia, tại các quốc gia phát triển như Thụy Sĩ hay Luxembourg, hoặc các quốc gia có hệ thống tài chính phát triển như Hồng Kông hay Singapore, thì tiền gửi vài chục năm của khách hàng dù không quan tâm nhưng luôn luôn được bảo vệ, bởi họ có hệ thống giám sát tài chính rất chặt chẽ. Đây cũng là điều mà Việt Nam cần học hỏi. Theo tôi thì để đảm bảo cái an toàn tiền gửi của khách hàng ấy, thì về phía ngân hàng bao giờ cũng, bởi vì hoạt động của ngân hàng thì bao giờ cũng gắn liền với rủi ro. Tuy nhiên thì hoạt động của ngân hàng thì ngân hàng sẽ phải cố gắng kiểm soát cái rủi ro ở mức thấp nhất. Đầu tiên là phải rà soát lại toàn bộ những quy định của ngân hàng, những cái quy trình của ngân hàng, trong các hoạt động của ngân hàng, trong đó có vấn đề nhận tiền gửi tiết kiệm của dân cư, và làm sao phải chấp hành nghiêm cái quy trình này. Chứ quy trình đôi khi rà soát để bảo đầy đủ, không có kẽ hở gì cả, nhưng mà khách hàng đến ngân hàng thì đôi khi ngân hàng thấy rằng là khách quen đôi khi bỏ qua công đoạn này, bỏ qua công đoạn khác, thì tôi cho là rủi ro vẫn nảy sinh. Phải tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, và cái này thì nó phải là kiểm soát thường xuyên, kiểm soát theo chuyên đề, và đi đôi với kiểm soát thường xuyên theo chuyên đề để xử lý nghiêm những cái trường hợp mà có biểu hiện vi phạm hoặc là xảy ra mà chưa phát hiện, mà khách hàng ta chưa phát hiện ra, thì phải xử lý rất là nghiêm minh vấn đề này. Bên cạnh việc kiểm soát giám sát nội bộ chặt chẽ, việc ngân hàng đưa ra những gói cung cấp vấn tin tài khoản tiết kiệm cho khách hàng qua điện thoại hay Internet cũng là điều cần thiết. Đơn cử như Exim Bank, thay vì phải đền bù hơn 200 tỷ cho khách hàng, nên chăng ngân hàng bỏ ra một khoản chi phí cung cấp tin nhắn tài khoản tiết kiệm hàng tháng cho khách hàng, vừa giảm thiểu được rủi ro, vừa giữ được uy tín. Tôi lấy ví dụ vụ Exim Bank đang tranh chấp 250 tỷ. Thì chúng ta cứ tính ra một cái khoản phí. Nếu tôi là Exim Bank thì thay vì tôi phải đền bù 250 tỷ, đấy là tính trên một khách hàng, nếu mà nhiều khách hàng thì số tiền đó, thì tôi sẵn sàng bỏ ra một cái khoản chi phí để cung cấp cái dịch vụ vấn tin hoặc là cung cấp tin tự động cho khách hàng. Nếu mà tính toán hợp lý thì có thể coi như đấy là một khoản chi phí, thậm chí còn có thể miễn phí cho khách hàng, trong cái việc là không để khách hàng chủ động truy vấn, mà thậm chí mình có thể cung cấp thông tin cho khách hàng, tức là ngân hàng chủ động cung cấp cho khách hàng. Vì thực ra đây là kinh doanh, chúng ta hình dung đánh đổi giữa 250 tỷ hay mấy trăm tỷ hay thậm chí vài tỷ thôi, nhưng nó ảnh hưởng về thương hiệu, về uy tín, về trách nhiệm xã hội của một ngân hàng đối với quyền tiền gửi. Ví dụ hiện nay thì ngân hàng sẽ cung cấp một số các dịch vụ về vấn tin hoặc là dịch vụ về kiểm soát tài khoản thông qua cái tiền gửi online, cái tài khoản internet banking, hoặc là nhắn tin vấn tin qua cái điện thoại di động, thì đấy là những cái công cụ để cho phép người gửi tiền có thể kiểm tra được cái tài khoản tiền gửi của mình một cách an toàn. Quy trình có đúng, kiểm soát có chặt chẽ, song nếu đạo đức của nhân viên ngân hàng còn kém thì rủi ro vẫn không thể tránh khỏi. Công tác tăng cường cái giáo dục, cái đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, ở đây không phải là vấn đề nói suông mà phải bằng những cái việc làm thực sự và những cái xử lý mà làm gương cho toàn hệ thống, để trên cơ sở đó mà hạn chế những cái việc mà lợi dụng kẽ hở văn bản chưa hết, hoặc là lợi dụng những cái chưa thực sự thực hiện đúng cái quy định của khách hàng đến gửi tiền ngân hàng để rút tiền của khách hàng mà ngân hàng không biết được. Việc người dân cẩn trọng trong các giao dịch với ngân hàng cũng như cơ quan quản lý nhà nước cần hoàn thiện mọi khung khổ pháp lý cần thiết là điều mà các chuyên gia khuyến cáo. Có như thế mới giữ được niềm tin của người gửi tiền, tạo cơ sở cho các ngân hàng đứng vững và phát triển trong môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt khi mở cửa hội nhập. Phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại chuyên đề tạp chí ngân hàng tuần này của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.